hòn đảo nguy hiểm nhất thế giới, nơi ngự trị của những sinh vật đầm lầy khát máu. Đảo Ramri là một đảo ngoài khơi ở Rakhine, Myanmar. Diện tích đảo khoảng 1.350 km2. Khu rừng hẻo lánh trên đảo là địa bàn sinh sống của loài cá sấu nước mặn. Loài bò sát này có thể nặng đến 1 tấn, dài 7 mét. Những con cá sấu ở đây nổi tiếng hung hãn, chúng có tính lãnh thổ cao, sống với số lượng lớn báo động quanh đảo và không kén ăn. Đến nay, người ta vẫn truyền tai nhau câu chuyện đẫm máu có thực từng xảy ra trên đảo vào năm 1945, khoảng 1.000 binh lính Nhật đi qua khu đầm lầy trong rừng. Chỉ một nửa số người sang được bờ bên kia, còn lại là bị cá sấu tấn công, ăn thịt. Sự kiện này hiện vẫn được ghi trong sách kỷ lục Guinness Thế giới về việc nhiều người tử vong nhất trong một vụ cá sấu tấn công. Không chỉ có những hung thần cá sấu nước mặn, Ramri còn là nơi cư trú của giống ruồi xanh, muỗi sốt rét và bọ cạp. Hiện tại Ramri đã bình yên hơn so với quá khứ, nhưng những con cá sấu đầm lầy vẫn còn đó, như nhắc nhở về sự tàn khốc của chiến tranh và sự khắc nghiệt của tự nhiên.